Hello mọi người, hôm nay mình lại đi bọc mảng cầu nha. Đây cho mọi người xem, hiện tại là mình đang bọc ở vườn của mình nha. Trái như thế nào, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Trái rất là nhiều ha. Mình đã bọc một bên rồi. Còn phía bên đây là mình mới có mút xong, mình chưa có bọc tới nha. Tại vì mình đi bọc thì mình bọc từng hàng á. Thì hiện giờ thì mấy hàng bên đây thì mình chưa có bọc. À, đây là những cái mà trái mà mình mút nè. Đó, mình sẽ cho mấy bạn xem. Một nhánh như thế này thì mình để 4, 5, 6 trái nha. Tùy theo trái để mà mình tỉa. Ví dụ như ở trong đây nó còn nữa một trái nữa nè. Nó tùy theo mình tỉa trái. Ví dụ như có trái xấu nhiều thì mình tỉa nhiều, có trái xấu ít thì mình tỉa ít. Nhưng mà chủ yếu là mình chừa trái nó lưa thưa mấy bạn. Mình không có chừa dính chùm nha. Cũng như mình tỉa nó thưa thưa ra. Dạng như là ở trên đây nè. Nó trên đây có trái có nhánh ha. Thì mình thưa thưa ra như thế này nè. Nó để cho khi mà cái trái nó lớn lên á, nó không có dính với nhau. Cũng như là mình sợ gió á, chứ phằng lúc mà nó phát triển nó bự á thì hai cái trái nó sẽ cọ, bạn biết không? Nó cọ thì một bề bên đây thì mình sợ nó sẽ bị chày á thì nó không có được tốt cho lắm. Cho nên khi mà mình tỉa trái á, mình chọn trái á thì mấy bạn nên chọn thưa thưa ra. Nó thưa thưa ra thì dinh dưỡng nó ăn nó cũng đều đặn hơn nữa. Nó thì hiện tại thì cây của mình đây, như mình chọn trái nè, đó. Nó thưa thưa ra như thế này ha. Thì mình đã mút rồi thì những cái vườn của mình á thì trái nào nó cũng đẹp tuyệt vời trơn á. Khi mà mình tỉa ra xong thì nó rất là đẹp, không còn trái xấu, trái méo hoặc là những cái trái chày chụa nữa. Mình đều tỉa ra ha. Rồi mình bọc nó lại thì mấy bạn xem cái miếng mút của mình bọc nè, nó đi lên cao như thế này ha. Tại vì khi mà trời mưa á thì nó không có nước chảy vô, khi mút này nó sẽ rút cho mình ha. Rồi có bạn hỏi mình là khi bọc xong rồi có cần phải trọt lỗ bọc hay không ha, có cần phải lọt trọt cái lỗ bọc để cho nước nó chảy ra. Thì cái loại bọc này của mình á là ví dụ như mình bọc kỹ với là nước nó không có vô, nó vô nhưng mà số lượng ít á, thì cái mút này nó sẽ giúp mình rút nước nữa ha. Chứ không phải là thuộc dạng bọc ni lông mấy bạn biết không. Bọc ni lông thì trời nắng lên là nó có nước thôi, tại vì nó hầm mà. Bọc ni lông thì nó hầm, thì ở dưới góc mà bọc ni lông á lúc nào cũng có những cái có hai cái lỗ hai bên á. Dạng như thường thường thì bọc ni lông á thì nó sẽ có hai cái lỗ hai bên góc như thế này để cho nhiễu nước. Còn cái dạng như của mình á thì mình thấy nó không có lỗ nha mọi người, nó dán á, cái này là tất cả nó dán kín vậy nè. Thì thường thường mình bọc theo cái cách bọc của mình thì ở dưới cuốn như thế này thì nước nó không có vô đâu mấy bạn nè. Tôi bọc dưới cuốn như thế này thì nước ở trên đây mà nó có mưa thì nó sẽ thường thường nước thì nó sẽ đi theo cái đường cây này, nó đi luôn à, chứ nó không có chủ yếu là nó tìm xuống đây. Tại vì mình hiện tại ở đây thì mình đã bọc rất là chặt ngay chân ở chỗ này thì nước nó cũng không vô, nó sẽ không vô được nha má. Thì mấy bạn nhìn thấy mình bọc nè, tất cả những cái bọc nào mình bọc thì mình cũng bọc tất cả đều dưới cuốn, mình không bọc trên cuốn nha mọi người, mình chỉ bọc dưới cuốn thôi. Thì mấy bạn bọc dưới cuốn như thế này thì nó cũng an toàn hơn, nước nó cũng sẽ không có vô. Mấy bạn cũng hỏi sợ rằng có bị khuẩn hay không vậy đó. Cái dạng như nước mưa vô làm cho trái mảng cầu của mình nó đen rồi sẽ bị khuẩn, nhưng mình thì không. Mấy bạn bọc theo kiểu của mình ở dưới này thì nước sẽ không bao giờ vô, nó sẽ theo cái cuốn này nó sẽ đi luôn đó. Đây là vườn một, để mình cho mấy bạn xem là một bên là đã bọc xong và một bên là mình chưa bọc. Hiện tại thì mình đang bọc ha. Thì đây nè, cái cách mút của mình là như thế này. Mấy bạn cứ mút theo cái cách như thế này thì khi nước mưa vô hết, tại vì mình bọc một hơi nữa thì nó sẽ ôm vô. Khi nước mưa vô thì nó cái mút này nó sẽ giúp cho mình, thứ nhất là sẽ rút cái nước đó đi, thì mình khỏi cần phải là khi mà nước nhiều thì nó sẽ làm cho trái mình, cái cuốn trái của mình nó sẽ bị đen. Nhưng mấy bạn đừng có mút mà chẳng hạn như mút thấp quá, có nhiều người á
họ gì muốn dễ bọc á, có nhiều người họ muốn dễ bọc, họ muốn tới đây à, họ muốn tới đây thì họ rất là dễ bọc nha, rất là dễ bọc, nhưng cái mút này nó sẽ không bảo vệ được cho mình, cho nên thường thường tụi tôi mút á là tôi mút lên trên đây đó, mút này tôi mút lên trên đây, khi mà mình bọc á thì mình sẽ đè vô như thế này rồi nè đó, mình đè vô như thế thì cái trái của mình nước có lỡ mà nó có vô á thì nó cái mút này nó cũng sẽ giúp mình rút nước được nha. Bữa nay tôi bị cảm, cái giọng tôi nó bị khàn á mọi người, tôi bị cảm 2-3 ngày nay cái giọng tôi nó khàn khàn nha đó. Rồi những cái trái mà mình lựa mình chọn mà lúc mình bọc á là lúc mà mình bọc là cái lúc quan trọng nhất, là cuối cùng nhất mình lựa chọn trái, cho nên mình phải lựa gặt thật là kỹ nha, cũng như trái nào mình chừa thì mình chừa, trái nào mà mình cảm thấy rằng không chừa được thì mình nên bỏ thì mình phải bỏ, chứ mình đừng có cố gắng cự mình bọc vô hết, mình tham mình bọc nhiều bọc vô thì nó sẽ khiến cho cây của mình nó sẽ thiếu dinh dưỡng, rồi trái nó sẽ bị nhỏ nha mọi người. Nó thì mấy bạn lựa trái thì khi mà cái vấn đề mình bọc vô rồi á thì mình sẽ không còn tháo ra nữa, mình sẽ để luôn cho tới lúc mình thu hoạch mình mới tháo nó. Thì khi mà mấy bạn chọn trái mà để bọc á thì cái tầm nó rất là quan trọng, mấy bạn chọn cho thật là kỹ, những trái nào đẹp, trái nào mình để được thì mình để, còn những trái nào mình không để được thì mình bỏ, chứ mình đừng có tiếc nha. Còn đây là phần 2, cái trái đợt 2 của mình nè. Nè, cái đây là trái đợt 2 của mình nha. Đó, trái đợt 2 thì một cây của mình ha, tầm như thế này để mình đứng xa cho mấy bạn xem. Thì một nhánh như thế này nè, với tầm một cây hiện tại mình bọc đợt 1, những cái cây to như thế này tầm 50 trái là chuyện thường nha. Những cái cây to như thế này, một cây mà tầm 50 trái là chuyện thường, đó là mình nói đợt đầu tiên. Đợt mẫu đầu tiên nha. Đây, bên đây là mình bọc xong rồi nè, mình cho mấy bạn xem. Đó, một cây hơi tầm 50 trái là chuyện thường. Còn ví dụ như đợt 2 mà được 20 trái hoặc 30 trái nữa thì một năm nó có thể đẻ được 70 trái tới 80 ha. Thì mình trừ hao ra những cái dạng cũng như là rụng nè, rồi những cái thành phần trái mà nó chín á, rồi nó sẽ rụng này kia rồi đó, thì mình trừ ra thì ít nhất một năm á, một mình cũng sẽ thu hoạch được 60 trái. Ví dụ như một trái 1 kg thì mình cũng được 60 kg ha. Còn trung bình thì mình tính chuẩn hơn thì một cây mà một cây như thế này mình cũng lấy được 50 kg là chuyện bình thường. Đây mình cho mấy bạn xem vườn của mình nè, cái này là vườn của mình nha. Đó, mình sẽ cho mấy bạn xem, tại vì á trái như thế này á là mình đã tiễn hết rồi, mình cho mấy bạn xem ha. Rồi chẳng hạn như có bạn mà hỏi mình á, trái gãy phân á, một năm gãy khoảng mấy lần á, một năm á, theo trung bình của tôi á thì tôi chỉ gãy trừ 3-4 lần phân hóa học là tôi ngưng, tôi không có gãy nữa. Tại vì khi đầu mùa mà cắt đầu trọc xong, mấy bạn có thể gãy phân đạm xuống, một phân đạm xuống cho nhiều, nhưng mà tới lúc mà gần cắt nhánh á thì mình gãy 15-15 là được, có chất đạm nè, NPK xíu dinh dưỡng là được. Chứ mấy bạn đừng có lúc đầu mùa mấy bạn cứ cho nó ăn dinh dưỡng ăn quá trời luôn, rồi tới lúc mấy bạn mà cắt nhánh á, để chấm bông á, thì mấy bạn lại gãy kali xuống để ngăn ngừa nó. Như vậy á, mấy bạn sẽ tốn tiền hơn ha. Thứ nhất là mình cho nó ăn quá nhiều, thêm đã tốn một lần phân rồi. Thứ hai nữa, mấy bạn lại mua kali gãy xuống để ngăn ngừa là tốn thêm một phần tiền phân kali nữa. Thì mình không có cần phải làm như vậy, mình ít lợi. Chẳng như phân đạm mình để ít lợi thì lúc đó mình không cần phải mua kali để gửi gì gãy xuống nữa. Phân đạm mấy bạn gãy ít lợi, ví dụ như thường thường mấy bạn gãy 3 lần thì bây giờ phân đạm mấy bạn gửi chừng 2 lần, hay là mấy bạn sử dụng anh thưa 15-15 NPK đó, 15-15 để khiến cho cái cây của mình nó sẽ phát triển trung bình hơn, cũng như là nó có dinh dưỡng, nó có đạm, nó có kali là được. Mình sẽ hà tiện được một phần tiền kali nữa nha. Đừng có cho nó ăn cố rồi bỏ tiền mua kali để gãy xuống gốc nha. Tuy rằng phân kali thì nó cũng phải tốn tiền, mình không cần phải cho nó dinh dưỡng nhiều quá. Rồi tới lúc mà mình muốn cho nó đậu trái nhiều để gãy kali, không cần phải làm dư á. Nhận như
mình gãi phân xuống nhiều quá thì nó cũng sẽ khiến cho cái cây của mình, nó mình cho nó ăn no cái tự nhiên mình mắc ổ cho nó ói gà vậy đó, thì mắc nó cũng khó chịu lắm nha. Đừng có làm những chuyện những như là lãng phí. Trời, tôi nói câu lãng phí chắc có nhiều người không được vui, mà cái này là thật sự mình nói như vậy là thật sự. Tại vì mấy bạn đừng gãi phân nhiều quá, khi nhiều quá thì lúc đó mấy bạn lại mua kali gãi xuống. Kali thì cũng tốn tiền ha, phân thuốc thì tốn tiền hết. Thì dạng như cho phần phân đạm á, mấy bạn gãy ít lẹn tí xíu, mấy bạn gãy cái dạng trung bình là được, NPK 15-15 là ok lắm rồi ha. Thì như vậy thì sẽ giúp cho cái cây của mấy bạn nó điều hòa hơn, nó sẽ mầm lớn theo cái quy định của nó, cái gì nó cũng có ăn hết, thì nó tự phát triển rồi nó tự điều hòa. Khi lúc đó thì mình chỉ xịt một mớ dưỡng lá thôi, dưỡng lá trên lá cho lá nó xanh nó đẹp, nhìn nó mát mắt hơn, như vậy là được. Như vậy thì sẽ khiến cho mọi người sẽ giúp cho mọi người sẽ dạng cũng như vốn á, cái tiền vốn nó sẽ ít lại hơn. Bản thân mình cũng vậy, mình rất sợ tốn tiền vốn nhiều á, cho nên là mình cũng suy nghĩ tới nghĩ luôn, nghiên cứu nhiều lần. Thì thật ra thì mình rất là sợ tốn vốn nhiều, tại vì hàng năm bán bao nhiêu tiền mình đâu có biết đâu, đúng không? Thì mình làm theo cái kiểu cũng như có tác dụng là được, không cần phải nhất thiết là phải dư thừa rồi sau này mình lại ngăn ngừa mình chặn nó làm chi ha. Thì mình theo chia sẻ cái quan niệm của mình là như vậy. Thì mình mong mấy bạn suy nghĩ lại, có thể bớt vốn lại thì bớt ha, thành hoàng. Tại vì vốn này rất nặng, tôi sợ tốn tiền lắm, tôi làm gì tôi cũng sợ tốn tiền, cho nên là tôi suy nghĩ lại, nghiên cứu lại để như thế nào cho giúp cho cây của mình, trái mình vừa tốt vừa đẹp mà thêm vốn ít nữa đó. Thì cái đó thì mình mỗi năm mình lời mới nhiều, hàng năm mình sẽ lời nhiều ha. Thì mình mong mấy bạn là như vậy, mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm mình là như thế. Thì mấy bạn có thể tham khảo ý nghĩ của mình để là làm cho vườn mấy bạn tốt đẹp hơn. Thì mình chỉ chia sẻ như vậy ha. Thì mong mấy bạn nghiên cứu lại, thì có dừng mấy bạn nghiên cứu lại, mấy bạn còn làm giỏi hơn tôi nữa ha. Thì những bạn nào mà thích thì đăng ký kênh của mình để mình chia sẻ những cái clip sau, những cái clip sau cho mấy bạn có thể mà báo cho mấy bạn để mấy bạn có thể xem ha. Rồi nha, quay tới đây thôi nha, mình đi bọc mảng cầu tiếp đây nha mọi người.